Đây Sóng Đà, tạp chí truyền thanh được thực hiện nhằm mục đích xây dựng đời sống đạo trên nền tảng Thánh Kinh, lời của Thượng Đế Tạo Hóa. Ban phục vụ tạp chí Sống Đạo xin kính chào quý tín giả trong tình thương vô biên của Chúa. Giờ đây, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn bước vào nội dung Sống Đạo để sống những ngày đẹp ý Chúa, vui lòng người. Chào đón quý vị và các bạn đến với Sống Đạo Truyền Thanh 25, một cộng tác của Sống Đạo và Đặc Sang Hướng Đi 67 với chủ đề Ơn Trời Vô Biên. Ơn trời thật mênh mông huyền diệu trong cả vũ trụ bao la, đẹp đẽ mà Ngài đã dựng nên cho chúng ta hưởng nhận. Ơn trời thật cao cả qua sự cứu rỗi do chính con trời đã đến trần gian làm người, cảm thông với người và chịu chết thay người. Lòng biết ơn trời đưa chúng ta đến việc thờ trời. Bạn muốn thờ trời, xin hãy lắng nghe Chúa Giêsu là con một Chúa Trời. Chính đấng từ trời đến mới có đủ thẩm quyền để đưa ra những chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực của sự thờ phượng và quyền năng cứu vớt con người ra khỏi tối tăm tội lỗi. Xin hãy đón nhận ơn trời qua chính Chúa Giêsu để sống bình an, vui thỏa những ngày trên đất và tận hưởng sự sống đời đời phước hạnh trong cõi tương lai. Lời Kinh Thánh trong sách Giăng đoạn 17 câu 3 có chép: sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng Cha đã sai đến. Từng ngày trôi qua nhanh, cuộc đời thêm tươi xanh vì ta có Chúa đi cùng. Nhìn vào không gian bao la, lòng người khen dâng lên Cha, Chúa đấng lạ lùng. Ngày xưa bao phen gian nan, nhiều phiền ưu ta riêng mang, nhờ Cha dìu bước. Hỡi cứu Chúa vô yêu thương sẽ mãi mãi trong tim con, khắc ghi tình Ngài. Tình yêu Thiên Chúa
vẫn giống nên cha, tình ngày ban cho ta xóa hết lỗi lầm. Dẫu đời tôi không ra chi, ngài yêu tôi không chia ly, chẳng phút xa lìa. Ngày xưa bao phen gian nan, người tin yêu ta xin mang, nhờ cha dìu bước. Hãy cứ chú vui yêu thương sẽ mãi mãi trong tim con, khắc ghi tình ngài. Yêu Thiên Chúa ban, yêu Thiên Chúa ban, nhớ dân con nhớ đông đến gần, tin trong ngày mai. Yêu Thiên Chúa ban, Thiên Chúa ban, của dân con hòa đi con tiến mùa, thấy nhiều ơn Quý vị vừa nghe ca khúc Khắc Ghi Ơn Ngài của nhạc sĩ Tường Khanh qua sự trình bày của Mai Khôi và Mỹ Dung. Sau đây kính mời quý vị và các bạn nghe bài viết Bảy Cánh Cửa Satan Tấn Công Hội Thánh của tác giả Ron Edmondson qua giọng đọc Đào Việt Hùng. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Tôi không phải là kiểu mục sư lúc nào cũng cho rằng mọi rắc rối lớn nhỏ đều là do Satan mang đến. Tôi tập chú vào chính Chúa Giê-xu và khích lệ mọi người theo Ngài. Tôi không tập chú vào thất bại của một ai đó. Chúng ta giữ cho đôi mắt của chúng ta tập chú vào Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn nhận thức được rằng Satan rất thích hủy diệt, và nó luôn luôn tìm mọi cách hủy diệt hội thánh. Rõ ràng, Satan là một tạo vật có giới hạn, còn hội thánh của Đức Chúa Trời lại được Chúa bảo vệ. Các cửa địa ngục không thể đánh bại công trình Đức Chúa Trời đã tạo lập. Nhưng chắc chắn Satan rất thích phá hoại công việc hội thánh của Đức Chúa Trời và công việc của những người yêu mến hội thánh đang thực hiện. Có bảy cánh cửa Satan thường dùng để tấn công hội thánh. Thứ nhất là kích động xung đột trong hội thánh. Satan thích nhìn thấy những cuộc họp mất kiểm soát. Nó thích các tín hữu bất đồng với nhau trong và ngoài hội thánh. Nó mong muốn nhìn thấy tín hữu tranh cãi những chuyện vặt vãnh, chẳng hạn như nên chọn màu gì cho thảm, có nên thêm một buổi nhóm nữa hay không. Cứ cho Satan một cuộc tranh luận, nó sẽ sẵn sàng thêm dầu vào lửa. Vậy hiện nay nó sử dụng các mạng xã hội để làm điều này. Thứ nhì, nó làm cho đội ngũ nhân sự và tình nguyện viên tắt lửa. Satan thích làm cho một mục sư, nhân sự hoặc người hầu việc Chúa tình nguyện trong hội thánh tắt lửa. Nó làm họ cảm thấy mình trở thành người vô dụng, công sức của mình không được nhìn nhận, hoặc mình bất tài, không còn gì để cống hiến cho hội thánh nữa. Nếu nó kích động được cảm xúc như vậy, xem như nó đã cầm chắc phần thắng trong tay. Nó thích treo rác những lời dối trá, gây ra sự chán nản và cảm giác vô dụng. Thứ ba,
nó phát tán tin đồn thất thiệt. Satan là kẻ chuyên khuấy động thói bất mãn. Nó thích bỏ nhỏ vào tai tín hữu những câu chuyện tầm phào về một ai đó trong hội thánh hoặc trong cộng đồng, thậm chí là những chuyện thất thiệt về mục sư hay nhân sự. Sau đó, nó sẽ thích chí nhìn mọi người phát tán tin đồn thất thiệt đi. Tất nhiên, các phiên bản câu chuyện Made by Satan thường là chuyện bé xé to, chứ không đúng với thực tế ban đầu. Nếu anh chị em cảm thấy mình đang bị cám dỗ, tôi muốn thuật lại một câu chuyện không hay ho gì. Tôi thừa biết là không nên kể. Kẻ thù Satan chắc chắn sẽ tiếp tay cho anh chị tìm thấy cơ hội để thực hiện. Thứ tư, nó khích lệ phong trào bận rộn. Satan thích làm cho tín hữu phân tâm bằng cách quăng ra cho họ một mớ hỗn độn những việc cần làm. Thật ra, những việc này chẳng ích lợi gì cho vương quốc Chúa, nhưng khi làm được, người ta có cảm giác ảo là mình vừa đạt được một điều gì đó có ý nghĩa. Satan thích tạo ra những chương trình, hoạt động, lịch trình dày đặc để khiến cho tất cả mọi người trong hội thánh đều phải bận rộn, bận tới nỗi không còn thời giờ chia sẻ phúc âm cho người khác. Và nó thường cám dỗ mọi người phải luôn luôn bận rộn, cho nên họ không có thời gian nghỉ ngơi và rốt cuộc là kiệt sức, cuối cùng là rớt đài. Thứ năm là gieo rắc sự dối trá. Satan thích bơm vào trong hội thánh những lẽ thật nửa vời, nghĩa là giáo lý sai trật. Sau đó, nó làm lũng đoạn hoặc phân rẽ các chi thể. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều biết lẽ thật nửa vời chẳng qua chỉ là một phiên bản đã gọt tỉa của giáo lý sai trật trấn trợn của Satan. Nhưng Satan xảo quyệt, nên nó biết cách ngụy trang sự dối trá của nó. Nó biết cách lôi kéo các giáo sư giả bước vào cuộc chơi với nó, và cho đến khi bị phát hiện, nó đã để lại vô số tổn hại cho hội thánh. Satan cũng thích lên án bạn, khiến bạn tin rằng bạn không bao giờ được xưng công bình. Nó thường xuyên đay nghiến những lỗi lầm xưa cũ của bạn. Nó không ngại nói dối về ân sủng của Thiên Chúa, tình yêu vô điều kiện của Ngài về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong lòng bạn. Thứ sáu, nó thích phổ biến các vụ bê bối. Satan rất thích thú khi hội thánh có chuyện không hay, nhất là khi chuyện không hay đó trở thành tin tức sốt dẻo trên tờ báo địa phương. Nó sẽ gây chia rẽ hoặc phá hủy thân thể của Chúa. Nó sẽ hủy hoại sự kêu gọi thiên thượng hay công việc thánh trên một cuộc đời nào đó. Nó luôn tìm cách tấn công các lãnh đạo cơ đốc. Nó muốn hủy hoại danh tiếng của họ. Càng nhiều người chủ quan cho rằng thanh danh của họ sẽ luôn an ổn, không cần phải cảnh giác, thì Satan sẽ càng mừng. Thứ bảy, nó quấy phá hôn nhân gia đình. Satan thích hủy diệt các mối quan hệ, đặc biệt nó luôn rình rập vào hôn nhân của các lãnh đạo quan trọng, ngay cả hôn nhân của các vị mục sư. Nó xúi dục con cái sống hoang đàng, khiến chúng không muốn trở về nhà. Nó thường làm cho gia đình trong hội thánh bất hòa, thậm chí bất hòa với cả hội thánh. Satan hiểu rằng nếu nó có thể tiêu diệt một gia đình, nó sẽ có cơ hội tốt hơn để tiêu diệt cả một hội thánh. Cảm ơn Chúa, đây là tin tức tốt lành được ghi lại trong Thời Gian thứ nhất chương 4 câu 4 như sau: Hỡi các con cái bé nhỏ, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng nó, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn cả ở trong thế gian. Hỡi hội thánh, hãy tỉnh thức và hãy đứng vững. Anh chị em đã chứng kiến Satan sử dụng những cánh cửa nào khác để bắn phá hội thánh không? Kỳ Giang xin mến chào chị Thúy Hoàng.
Hôm nay rất là vui chị nhận lời với Sóng Đạo Truyền Thanh để trò chuyện với anh chị em thính giả. Thưa chị Kiều Giang thì không có biết chị nhiều, nhưng mà cách đây một thời gian Giang có đọc một vài bài viết của chị ký tên Thúy Hoàng trên báo Hướng Đi, và cũng có một cái ấn tượng rất là đẹp về những cái lời làm chứng của chị. Thưa chị, hôm nay Kiều Giang muốn giới thiệu chị với anh em Sóng Đạo Truyền Thanh và các độc giả của Hướng Đi nữa. Thưa chị, trước hết thì xin chị giới thiệu về mình một chút xíu. Dạ, thưa chị Giang và toàn thể quý anh chị em, Thúy Hoàng là Nguyễn Thúy Hoàng, sinh năm 1980 ở tỉnh Thái Nguyên, miền Bắc Việt Nam. Thúy Hoàng sinh ra và lớn lên là trong một gia đình nông dân, không có biết Chúa. Yeah. Trong cái cuộc sống của Thúy Hoàng thì rất là trải qua rất là nhiều cái biến cố. Khi mà Thúy Hoàng làm công nhân ở Sài Gòn thì có kết hôn, sau đó thì hôn nhân nó không được như muốn, Thúy Hoàng bồng con về Bắc. Thì trong 2 năm đầu Thúy Hoàng không có biết làm gì để nuôi con vì rất là nhỏ đó. Thúy Hoàng đi học hát chầu văn và phục vụ cho đồng bóng ma quỷ. Những ngày tháng đó Thúy Hoàng kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà Thúy Hoàng không có được bình an. Đêm về bị những cái ác mộng, rồi cuộc sống cũng đau khổ, cô đơn. Nhất là thấy em bé lớn lên mà không có tình yêu của người cha. Rồi một cái tâm hồn người đàn bà yếu đuối, Thúy Hoàng luôn cảm thấy đau khổ và cô đơn. Những cái đồng bóng, những cái ác mộng dằn vặt Thúy Hoàng rất là nhiều. Cho đến một ngày kia, là ngày hôm đó Thúy Hoàng nhớ mãi, đó là 24 tháng 12 2014. Thúy Hoàng đang hát hầu ở một cái nhà ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Thì có một bà cụ bước vào cái đám hát hôm đó. Bà cụ nói là hôm nay nhà tôi có làm Giáng sinh, nhưng mà thanh niên thì không có đến. Bây giờ tôi nhờ anh chị em nào sang hát cho tôi, giúp cho tôi một bài. Tôi sẽ trả tiền. Thúy Hoàng lúc đó rất là cảm động vì bà 74 tuổi rồi, rất là già. Rồi Thúy Hoàng nói với anh em làm đi, tôi sang tôi giúp bà cụ. Lúc đó không có nghĩ tiền gì hết á. Sang thì thấy có 10-15 cụ già nhóm lại với nhau. Có một người đàn ông kéo vĩ cầm, một người thì đánh đàn guitar. Rồi Thúy Hoàng không có biết hát làm sao, nó nói cụ ơi, cha cháu biết là hát thánh ca như thế nào, cháu chưa bao giờ hát, cụ có thể hát mẫu cho cháu không? Rồi bà cụ thì tuổi lớn rồi đó, bà làm mẫu cho Hoàng. Chị Giang và quý anh chị em, đêm hôm đó Thúy Hoàng đã hát Tình Yêu Nơi Thiên Chúa Dành Cho Tôi. Thúy Hoàng hát chưa bao giờ được hát với vĩ cầm như vậy, rất là hay. Và Thúy Hoàng vừa hát vừa khóc, nước mắt Thúy Hoàng chảy tràn hết cả xuống áo. Và đêm hôm đó Thúy Hoàng đã xuống xin nhận Chúa, quỳ xuống để mà tin nhận Thiên Chúa. Thúy Hoàng cảm thấy Chúa ở trong lòng mình ngay lúc đó. Rất là cảm động, cảm ơn Chúa đã tìm thấy Thúy Hoàng. Rồi đêm hôm đó có một sư Nguyễn Đắc Phúc ở trong Thanh Hóa ra, có tặng cho Thúy Hoàng 2 cuốn sách. Một cuốn sách Kinh Thánh Tân Ước và một cuốn là Đạo Trời. Lúc đó sách để là tên là Đạo Trời, nhỏ bằng bàn tay á, một sư in bằng photo. Thì Thúy Hoàng nhận nó và một sư Phúc dặn là con hãy tìm thấy niềm vui lẽ thật ở trong đây, rồi một sư trông đợi con sẽ trở nên người làm việc gì đó cho Chúa, Chúa yêu con. Đêm hôm đó Thúy Hoàng bỏ căn hát, Giang ơi, chạy xe về 54 cây số, mưa tầm tã ướt hết cả, vừa khóc vừa ướt. Đêm hôm đó về tắm xong rồi bỏ con đó cho ngủ, bỏ bố mẹ, bỏ cơm đó, vào trong phòng đóng cửa đọc. Đọc trước hết là đọc cái cuốn Đạo Trời đó, vì cái Kinh Thánh thì nó dày quá. Cảm ơn Chúa, lời của một sư Huệ và Thánh Linh mách bảo cho Thúy Hoàng mọi điều. Đêm hôm đó là ca hát bằng cái chầu văn đó, nhưng mà là ca ngợi Đức Chúa Trời, ca hát tới sáng luôn. Chị nói sao? Hát chầu văn? Chầu văn Dạ, là vâng. Coi như là chị tự viết cái lời theo cái âm hưởng chầu văn, mà cái lời đấy ca tụng Chúa. Ca ngợi Thiên Chúa. Cái này đặc biệt cái quá. Cái chầu văn đó, cái chầu văn đó đã được chị Cooney ở bên Thu Hồ đó, chị Cooney Thu Hồ ở bên Cali dâng hiến tiền, và Thúy Hoàng đã phát hành cái CD đấy rồi ạ. Cảm ơn Chúa. Rồi sáng rạng sáng ra là dậy là biết cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, con không biết cầu nguyện nhưng mà con tin Chúa ở với con.
rồi đi thông báo khắp cả là tôi không đi hát chầu văn cho ma quỷ nữa đâu. Tôi sẽ bỏ hết những cái chống phách này đi, tôi phải đi theo Chúa thôi. Cả nhà của Thúy Hoàng ấy, chị Giang nói là Hoàng bị bệnh rồi, Hoàng bị điên loạn rồi. Rồi trong những ngày tiếp theo không có đi hát, bố mẹ mắng chửi nói là bây giờ cả gia đình trông chờ vào cái hát của mày. Tại sao lại bỏ hát, tại sao lại để cho con đói khổ. Lúc đó Hoàng là mẹ độc thân đó. Rồi Thúy Hoàng nói là con tin Chúa sẽ chỉ cho con cái đường con đi. Thúy Hoàng bắt đầu thấy email của mục sư Huệ ở cuối quyển sách đó. Thúy Hoàng viết làm thơ rồi đủ thứ thơ, ngũ ngôn, tứ tuyệt, rồi song thất lục bát gửi cho mục sư. Thì khoảng một tháng, hơn một tháng sau đó, mục sư email trả lời và mục sư rất là yêu thương Thúy Hoàng, dạy cho Thúy Hoàng từng chữ một. Thúy Hoàng nhớ nhất cái email đầu tiên là con ơi phải nhớ đừng dùng chữ kiếp người. Cho đến bây giờ vẫn nhớ cái đó. Rồi 3 tháng sau đó mục sư thấy Thiếu Hoàng chín chắn lên thì mục sư nói là anh em hãy giúp cho Thiếu Hoàng đi, trợ giúp cho Thiếu Hoàng. Thì trong cái người trợ giúp đó có một người trợ giúp cho Thiếu Hoàng tên là Lương Vĩnh Sương. Giúp cho Thiếu Hoàng 50 đô một tháng để hầu việc Chúa. Đó, mục sư gửi cho em cái trợ giúp đầu tiên lúc đó sau 3 tháng. Và em nếm trải đủ những cay đắng hắc hủi của gia đình và chòm xóm, bà con ở làng, ở xã ngoài Bắc ấy, họ sống cộng đồng lắm chị Giang và độc giả ơi. Họ rất là, lúc đó họ nói là bị bệnh hoặc là theo một cái đường lối gì sai lạc của cuộc sống rồi. Cái 3 tháng sau mục sư trợ giúp cho Thiếu Hoàng qua mục sư tuyên úy Lương Vĩnh Sương. Rồi Thiếu Hoàng đó gần Tết rồi, Thiếu Hoàng mua mì tôm rồi kêu gọi chăn ấm rồi quần áo cũ đi phát cho các người đồng bào, rồi các cái xóm xã mà nghèo đó. Thì chánh quyền lúc đó họ không hiểu Thiếu Hoàng, họ bắt bớ. Bắt bớ rồi 3 ngày liên tục căng thẳng, họ truy lùng các cái sách đạo trời rồi kinh thánh. Bố mẹ sợ quá đem đốt hết trơn luôn. Rồi 3 ngày họ không làm gì được thì Thiếu Hoàng nói tôi yêu Chúa và tôi chỉ làm tình yêu thương thôi. Tôi làm việc với Ngài và tôi muốn bày tỏ với mọi người để mọi người được cứu. Họ thả Hoàng rồi Thiếu Hoàng quay trở về nhà. Quay trở về nhà không có hòa đồng với gia đình được á chị Giang à. Nhà cũng trách giận Thiếu Hoàng rất là nhiều, nói là con đã làm hại gia đình rồi. Làng xóm ai đi qua cũng nhìn Thiếu Hoàng với ánh mắt sợ hãi rồi, giống như một cái người rất là lạ lùng. Thiếu Hoàng email cho mục sư Huệ khóc ròng luôn, nói thầy ơi con không ở đây được rồi, thầy cho con đến một nơi mới để con hầu việc Chúa đi. Và cho con học trên internet với thầy. Thì mục sư mới gọi Thiếu Hoàng về hội thánh Báp tiếp sứ mệnh của mục sư Phạm Xuân Hiển ở Hà Nội. Ngày hôm đó chị Giang à, Thiếu Hoàng đi chỉ để được một bộ quần áo ở trong cốp xe thôi, bởi vì nếu mang nhiều đi thì mọi người sẽ nghĩ là Thiếu Hoàng trốn đó. Bởi vì anh chị em ở đó họ không hiểu, họ vẫn nghĩ là Thiếu Hoàng làm một cái việc gì đó tránh trị lắm. Thiếu Hoàng đi rồi bỏ con ở lại, tội nghiệp em bé lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa giữ gìn. Rồi Thiếu Hoàng về Hà Nội học hành với mục sư Hiển 7 tháng. Rồi sau đó thì mục sư Huệ bắt đầu gửi cho Thiếu Hoàng những cái cuốn sách để mà học giáo sĩ. Tôi muốn biết Chúa, tôi muốn hầu được Chúa. Thì Thiếu Hoàng đã bắt đầu bước đi, rồi chia sẻ và lập cái nhóm In God We Chat, chúng tôi thời trời đầu tiên ở tại Mỹ Đình, Hà Nội. Rồi với 10 người, lần lần trong từng mấy tháng. Rồi 6 tháng sau thì bước đi đến từng nhóm. Và bây giờ đến bây giờ thì có 7 nhóm ở Thanh Hóa, ở Thái Nguyên và ở chính Hà Nội nữa. Và hội thánh đã hoạt động được 2 năm nay. Ổn định. Còn một nửa năm trước đó thì nhiều khi cũng có trồi sụt, nhưng mà bây giờ là tính ra là ổn định rồi. Thì trong cái cuộc sống mà hầu việc Chúa đó thì Chúa Hoàng trở về nhớ con đó, mang em bé xuống Hà Nội. Thì trình bày mục sư vậy, thầy ơi con khó khăn lắm, một mình hai mẹ con ở cái đất này đất đỏ đó. Thì vẫn là mục sư tuyên với Lương Vĩnh Sương giúp trợ đó. Trong cái tình hữu anh em trong Chúa đó thì mục sư có email sang cho Thiếu Hoàng. Nói là tôi 52 tuổi đi hầu việc Chúa, phục vụ trong quân đội Mỹ 15 năm, tôi chưa có người thương nào hết. Cô Thiếu Hoàng có ai chưa, tôi muốn kết nối cái tình duyên. Thiếu Hoàng lúc đó rất là tự ti mặc cảm đó chị Giang. Nói Chúa ơi con có xứng đáng, vì mục sư là mục sư mà con thì đã lầm lỡ một lần rồi. Nhưng mà ai cũng khuyên Thiếu Hoàng nói là đó là ở trước khi em tin Chúa. Em hãy cầu nguyện đi, nếu bình an thì em trả lời. Rồi Thiếu Hoàng cũng từ chối mục sư. Rồi lúc đó mục sư Huệ về, cái Thiếu Hoàng mới thử nghiệm. Chúa ơi con muốn xin dấu lạ của Ngài. Con mua 2 cái áo thun
màu xanh navy đó, hải quân đó. Dạ. Nếu mà Chúa đẹp lòng người này cho con, xin cho người này mặc vừa và thích cái màu này. Ngợi khen Chúa khi mục sư Huệ mang về thách thịt thì anh Cương lại là chép liền hải quân đó. Dạ. Chứ Hoàng không tưởng tượng được những điều lạ mà Chúa làm. Dạ. Từ việc mà cảm động bố mẹ lúc đầu ghét bỏ đánh đập, sau đó trở nên một nhóm thờ trời, rồi ban cho Thiếu Hoàng các nhóm. Wow, wow, khoan, chị nói là ba mẹ chị thế nào? Sau đó thì... Dạ, từ đúng rồi, từ việc mà bắt bớ, rồi sau chứng kiến cái cuộc sống thay đổi của con gái mình, ngoan ngoãn hẳn ra, rồi được phước, rồi tin nhận Chúa, và bây giờ là nhóm hội thánh quê hương Đại Từ. Wow, cảm ơn Chúa. Dạ, với 11 người. Dạ vâng, bây giờ vẫn ổn định lắm. Dạ, rồi các nhóm khác nữa. Và Thiếu Hoàng ngợi khen Chúa là được các nhóm, 7 nhóm, một hội thánh. Và anh Khương sau khi 1.5 năm tìm hiểu thì đã trở về làm đám kết hôn với Thiếu Hoàng và bảo lãnh Thiếu Hoàng qua Mỹ. Ngày hôm nay là tháng thứ 6. Tháng thứ 6, dạ, chị mới qua Mỹ 6 tháng thôi. Hiện chị ở tiểu bang nào chị? Em ở Thích Chịt, ở dạ, Gia Lình, dạ. Dạ, yeah, wow, cảm ơn Chúa. Cuộc đời của chị thì quá ly kỳ ha. Không ngờ bây giờ Chúa đã dùng chị, đem chị qua Mỹ và tiếp tục dùng chị cho danh Chúa. Tạ ơn Chúa rất nhiều. Nhưng mà chị ơi, con trai chị cũng có, con trai hay con gái chị? Cháu có đi qua luôn không? Em thì là cháu trai. Cháu qua đây và học lớp 1 xong rồi, hè này lên lớp 2 ạ. À, dạ, quá tốt, chị thương ha. Giang còn nghe nữa là chị Thúy Hoàng hát rất hay. Và hình như trên Facebook của chị để những bài thánh ca lên. Cho nên Giang muốn tò mò hỏi chị là chị sáng tác lúc nào? Từ nhỏ hay là sao ạ? Không chị ơi, em được Chúa cho một cái cuộc sống là biết tập tành hát rất là đơn sơ. Rồi lúc ở Sài Gòn thì cũng có đi hát với các bạn, rồi về Hà Nội thì hát như vậy, và sau đó quay trở lại tin Chúa thì phục vụ Chúa và hát thánh ca. Suốt cái quãng mà ở Hà Nội thì Thiếu Hoàng không có làm một bài hát nào, chỉ viết thơ và văn xuôi để gửi báo ứng đi. Yeah. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chị Giang biết không, 6 tháng ở Mỹ á, thật ra Thiếu Hoàng yếu đuối. Trong 4 tháng đầu Thiếu Hoàng rất là cô đơn. Cái cô đơn của cuộc sống mới, của sự sốc về văn hóa, về ngôn ngữ, về ăn uống, về nhiều cái nữa. Nhưng mà trong 4 bức tường Thiếu Hoàng ở với Chúa Thánh Linh, chị Giang, em không hề biết ký âm đâu. Em chỉ biết cung, biết quãng, biết giọng, gọi là rất đơn sơ để đủ để hát thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cứ mỗi lần đọc Kinh Thánh và cầu nguyện thì cảm ơn Chúa, Chúa cho viết một cái bài. Lúc đầu em viết đơn sơ lắm, em lại viết tango. Thì em, có một chị ở Đời Sống Mới đó, mục vụ Đời Sống Mới, em muốn viết cho một cái mục vụ gọi là giải cứu nạn nhân bị nô lệ tình dục. Yeah. Thiếu Hoàng viết gọi là Và Ngày Thôi Bút Giá là bài đầu tiên của Thiếu Hoàng. Yeah. Sau đó là Ban Mai Trong Chúa, viết bằng giai điệu âm hưởng dân ca Nam Bộ. Yeah. Thì cảm ơn Chúa, Chúa cứ làm việc như vậy, cứ cầu nguyện là Chúa cho. Yeah. Thì mục sư Lữ Thành Kiến khích lệ, mục sư Huệ khích lệ, rất là yêu thương. Thì cảm ơn Chúa, đến nay tháng thứ 6, Thiếu Hoàng thay vì cái thời gian mà cô đơn để chờ giấy tờ đó, ngày nào Thiếu Hoàng cũng viết một bài rất là đẹp lòng Chúa. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và Thiếu Hoàng gửi về Việt Nam để làm nhạc thì các anh chị mà trong trường nhạc viện đều nói là Thiếu Hoàng không vi phạm một luật cưỡng âm nào. Ngợi khen Chúa vì điều đấy. Dạ. Ngợi khen Chúa. Dạ. Như vậy thì trong chương trình này chắc có lẽ chị Thiếu Hoàng sẽ gửi đến một bài hát mới và chị yêu thích, được không? Chị ơi, Hướng Đi số 67 có đăng một cái bút ký của mục sư Lữ Thành Kiến là Đường Dài Tôi Đi. Yeah. Thiếu Hoàng nhận những tờ báo đó và là người đi phân phát các nơi. Trong cái lúc chờ xe đó, Thiếu Hoàng đọc cảm động lắm chị ạ. Yeah. Thì Thiếu Hoàng đã viết cầu nguyện và Chúa cho viết bài Mắc Nợ Yêu Thương. Em viết trên nền nhạc ballad và rất là tân nhạc thôi, và em đã nhờ người làm xong nhạc rồi, ký âm đã đăng lên Facebook rồi đấy ạ. Dạ rồi, xin chị gửi bài hát qua để cho anh em cùng nghe sáng tác mới của chị. Nhưng mà trước hết thì xin chị cho biết trong bài của mục sư Kiến đoạn nào, ý tưởng nào làm chị cảm động nhất? Dạ, em cảm động nhất là phần 2 của bài viết. Thầy nói rằng thầy đi, và trên đường đi đó tôi biết rằng tôi mắc nợ rất nhiều người.
mắc nợ từ người dã man, người tự chủ, rồi người tri thức, người khôn ngoan, đến người ngu dại, người nghèo khổ. Và tôi biết được trong những tâm hồn yếu đuối đó còn chất chứa những đau khổ, hoặc là những cứng cỏi bề ngoài nhưng mà ở trong thì rất yếu mềm. Yeah. Tôi mắc nợ nhiều và tôi cầu trời, nên tôi biết để tôi còn ban phát ra cái tình yêu thương Chúa cho mọi người. Yeah. Từ Chúa. Và Thiếu Hoàng cảm động lắm, Thiếu Hoàng đã viết nó. Dạ, đúng vậy thưa chị. Tất cả chúng ta khi đã được Chúa cứu khỏi tội lỗi đều biết ơn Chúa vô cùng, và chúng ta luôn cảm thấy mắc nợ Chúa. Mối nợ yêu thương đó không có cách nào trả lại đẹp hơn là tiếp tục chia sẻ tình thương, ơn cứu của Chúa cho người khác. Rất cảm ơn thì giờ của chị. Xin Chúa ban phước thật nhiều trên chị và gia đình trong những ngày bước đi theo Chúa. Và trước khi tạm biệt, xin mời chị Thúy Hoàng gửi một vài lời đến quý thính giả của Hướng Đi và Sống Đạo. Kính thưa chị Giang và tất cả quý anh em đang nghe, Thúy Hoàng chị muốn rằng buổi phát thanh này cũng như chương trình nho nhỏ này của chị em chúng em đến với quý độc giả, và Thúy Hoàng mong đợi rằng ở ngoài kia có những người chưa biết Chúa sẽ nghe được chương trình này, và kể cả những người đã từng phục vụ cho đồng bóng ma quỷ cũng được nghe chương trình này. Nguyện tình yêu của Chúa và lời chứng của Thúy Hoàng ở trong lòng quý vị biết đến tình yêu của Ngài, và một ngày nào đó sẽ tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ của mình. Và Thúy Hoàng cầu ước Sống Đạo, Truyền Thanh cũng như tờ báo Hướng Đi sẽ được luôn phát triển trong sự bảo toàn của ba ngôi Đức Chúa Trời, và nguyện phước ở cùng với quý vị luôn luôn. Amen. Nợ yêu thương chỉ vậy thôi, đừng nợ ai chi hết. Mắc nợ ân tình để sẵn dài tôi bước chân đi. Đời thanh thang quá, tim tôi khẽ hát câu chân thành. Nợ hết nhân gian cảm ơn đời, nợ hết nhân gian đường dài tôi đi, bao gương mặt đọng lại bao tiếng nói, và những tâm hồn trong thầm lặng sâu xiêm đau thương. Tình tôi chan chứa, tim tôi muốn hát câu yêu người. Nợ hết yêu thương, cảm ơn trời tôi nợ hết yêu thương. Và tôi ước sẽ nói cho bao người về tình yêu mãi mãi trong ơn trời. Dù bình dân, giàu nghèo hay trí thức, dù ngu dốt, dã man hay khôn ngoan, tình yêu đó dưới ấm tim nồng nàn, nguồn nước sông sẽ mãi luôn dâng tràn. Trên đường dài cầu trời nâng chân bước, cảm ơn người tôi nợ mãi yêu thương. Vậy thôi đừng nợ ai chi hết. Mắc nợ ân tình để dặm dài tôi bước chân đi. Đời thanh thang quá, tim tôi khẽ hát câu chân thành. Nợ hết nhân gian cảm ơn đời, nợ hết nhân gian đường dài tôi đi, bao gương mặt đọng lại bao tiếng nói, và những tâm hồn trong thầm lặng sâu xiêm đau thương. Tình tôi chan chứa, tim tôi muốn hát câu yêu người.
nợ hết yêu thương. Cảm ơn trời tôi nợ hết yêu thương. Và tôi ước sẽ nói cho bao người về tình yêu mãi mãi trong ơn trời. Dù bình dân nghèo giàu hay trí thức, dù ngu dốt xã man hay khôn ngoan, tình yêu đó rơi ấm tim nồng nàn, nguồn nước sông sẽ mãi luôn dâng tràn. Trên đường dài cầu trời nâng chân bước, cảm ơn người tôi nợ mãi yêu thương. Cảm ơn người tôi nợ mãi. Thiên Quốc rất vui được gặp lại quý thính giả của Sóng Đạo Truyền Thanh. Trong ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời, được thấm đẫm trong tình yêu thương vô đối của Chúa Giê-xu và sự quan phòng dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, chúng ta vẫn còn được gặp lại nhau. Kính thưa quý thính giả, mỗi buổi sáng mai thức dậy, chúng ta luôn biết ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài trên mỗi đời sống chúng ta. Dẫu những hoạn nạn, thử thách hay cám dỗ vẫn chực chờ đâu đó, nhưng lòng chúng ta bình an vì biết rằng mọi sự sẽ đến đều nằm trong chương trình của Chúa. Chúa cho phép thì điều đó mới xảy ra, và mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đầu tháng 5 vừa qua, Thiên Quốc có đi ra vùng biên giới Tây Bắc để thăm viếng và giúp đỡ hội thánh người Mông tại Nằm Nhã, Bắc Nằm, Bắc Cạn. Có lẽ trong những người đang nghe chương trình truyền thanh này, đã có người đã đọc qua bài viết của Thiên Quốc đăng trên Sóng Đạo Online. Chắc rằng quý thính giả đã hiểu được phần nào cuộc sống của anh em chúng ta nơi xa xôi. Và hôm nay, Thiên Quốc muốn giới thiệu với quý thính giả một anh em người Mông hiện đang là chấp sự của đêm nhóm nơi đây. Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ tâm tư của người anh em chúng ta. Em ấy không nói được nhiều tiếng Kinh nên có điều chi sai sót, xin hãy lấy tình yêu thương trong Chúa mà bỏ qua cho. Thiên Quốc rất biết ơn. Vì có những khó khăn nhất định cho nên cuộc phỏng vấn rất ngắn gọn, em ấy sẽ nói cho chúng ta biết sơ qua về cuộc sống của người Hờ Mông trên Tây Bắc, những thuận lợi và khó khăn của người Mông, những hy vọng mà em ấy ấp ủ. Giờ đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Xin chào thính giả của Sóng Đạo Truyền Thanh. Tên em là Hoàng Văn Sinh. Năm nay tuổi 27, đã có vợ và 3 đứa con. Hiện đang sinh hoạt tại Hội Thánh Nằm Nhã, xã Xuân La, huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn, do Mục sư Hoàng Văn Bằng quản nhiệm. Em rất vui được trò chuyện cùng anh em trong Chúa ạ. Em xin kể trận mưa đá ngày 14 tháng 5. Lại ạ, tối lúc đã thanh niên và trăng tráng niên thiếu nhi đang tập hát, thì bất ngờ nghe tiếng ầm ầm đất lớn, tất cả đều lo sợ. Khi thấy mái tôn của điểm nhóm bị vỡ ra và rơi xuống, lúc đó các thanh niên, tráng niên, thiếu nhi vội vã chồng ghế lại với nhau và che lên đầu mình. Lúc đó tất cả cùng cầu nguyện lớn tiếng vì rất sợ hãi, vì chưa bao giờ thấy cơn mưa đá như vậy. Nhưng cái mà em nhìn thấy được tình yêu Chúa, Chúa đã gìn giữ tất cả mọi người. Trong lúc đó bình an mà Chúa đã để sẵn một chỗ không bị vỡ để mọi người đứng vào chỗ đó. Đây là điều mọi người đều nhận ra. Tình yêu của Chúa rất là lớn mà Chúa đã bảo vệ mọi người trong lúc đó. Sau cơn mưa đá, hầu hết các mái nhà đều bị nát hết, kể cả mái tôn của điểm nhóm vì tất cả đều lập bằng tôn xi măng. Nước chảy lênh láng làm giảm âm thanh và đàn của hội thánh của điểm nhóm bị hư hoàn toàn. Thật sự rất là cần anh em trong Chúa cùng cầu nguyện để Chúa vừa giúp hội thánh. Sau cơn mưa đá thì cho bò của bản cũng bị chết một ít
hao mòn gần thu hoạch thì mất sạch, thật sự rất là khó khăn. Nhưng ai cũng yêu mến Chúa và giữ vững đức tin mình, vì biết rằng Chúa cho phép thì cơn mưa đá mới xảy ra. Nhưng nếu không có cơn mưa đá thì chắc chưa có người kinh lên thăm hội thánh, vì em cũng chưa biết giáo sĩ Quốc và các giáo sĩ đi khác. Đây là điều cảm ơn Chúa rất nhiều. Do người Mông sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, không giao thiệp nhiều với bên ngoài, mọi sinh hoạt đều tập trung trong bản. Người Mông phải rời vào núi sau để giữ niềm tin của mình, để tránh bị bắt bỡ. Thuận lợi là người Mông dễ tin Chúa, giữ đức tin rất vững. Người Mông yêu mến Chúa lắm và thường tin Chúa, tin cả gia đình và cả họ. Cái khó khăn là người Hơ Mông sống khó khăn rất xa trong rừng núi, nên tách biệt với bên ngoài, không nắm được nhiều thông tin, không học được nhiều về đời sống, còn nghèo lắm. Quý thính giả, em ước ao nhà Chúa tại nằm nhà được Chúa ban phước. Em ước rằng sẽ có nhiều anh em người kinh lên thăm hội thánh chúng em, để được sự thông công với các dân tộc, được kháng thích, tình yêu thương được tràn đầy bởi Chúa. Đây là điều em ước ao ạ, quý thính giả. Cùng nhau cầu nguyện cho hội thánh người của chúng em trong nằm nhà xã Xuân La. Đây là điều em ước, mong ước các thính giả cùng nhau cầu nguyện cho hội thánh điểm nhóm của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt ban biên tập và quý thính giả của Sóng Đạo Truyền Thanh, rất cảm ơn em Sinh đã chia sẻ tâm tư, tình cảm, mong ước của mình để anh em cùng một thân trong Đấng Christ nhớ đến và cầu thay cho hội thánh Nằm Nhã, Bắc Nằm, Bắc Cạn. Giờ đây, em hãy nói bằng tiếng Mông câu kinh thánh: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và chào tạm biệt quý thính giả bằng tiếng Mông em nhé. Cảm Chúa. Ô vật chí chào ô yô vật chí cho kỳ lưu thiết tàu làm cho vật chí cho mẹ nhỏ hà lù hôn nò. Ô vật chí chào ô tàu thả vật chí phòng cũng mong rong cho vật chí cho tốt khe rò rò chán chênh sẽ đợi cú sở chế đợi bằng chênh hà lù ô cho cho đợi một giáo sĩ Nguyễn Thiên Quốc ô yô tù bè cho vật chí tù chế cú dòng xìa thiết ô vật chí chào và thả vào chế phòng cũng mong trâu nên sẽ đào số lên số tù đào trâu đào giáo sĩ Nguyễn Thiên Quốc gỡ lên nền sĩ kia đào trâu chán chê sẽ đào số lên số tù cả tàu giải và chúng ta cũng mong là họ biết tổ chia sự kết tạo lúc bè. Amen. Kính thưa quý thính giả, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Có những điều chúng ta thấy là hoạn nạn, nhưng nó cần để đem lại sự ích lợi. Nếu không, chắc chắn rằng nó sẽ không xảy đến. Hãy ngợi khen Chúa và tin cậy nơi Ngài. Ngợi khen Chúa trong mọi sự. Thiên Quốc xin tạm biệt. Emmanuel.
Quý thính giả vừa nghe tâm tình của một chấp sự hội thánh người dân tộc Hờ Mông và một đoạn của thánh ca Thiên Đàng có tình yêu và sự thương xót do các em thanh tráng trong hội thánh tôn vinh Chúa. Xin nhớ đến các hội thánh vùng cao, cầu nguyện Chúa ban phước cho anh chị em người dân tộc thân yêu của chúng ta ngày càng vững vàng và tấn tới trong đức tin. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn nghe một bài viết của Trần Mỹ Duyệt, Tiếng Ngái Làm Tôi Yên Tâm, qua giọng đọc Kim Hân. Này tôi phải tiễn chân 4 người bạn về bên kia thế giới. Những người bạn thân thiết đã một thời quen biết, già có, trẻ có, cứ lần lượt bỏ tôi đi, khiến dù muốn hay không, tôi cũng phải suy nghĩ về thân phận của mình. Nghĩ đến lúc mình phải từ giã cõi đời, cũng thấy nao nao, có gì xao xuyến. Nhưng nếu là số phận thì biết làm sao? Chỉ nhìn vào cuộc đời để rút ra một vài điều bổ ích cho cuộc sống. Sống tốt để sau khi nằm xuống khỏi hối hận. Suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt nhớ ra một câu chuyện được kể từ trong một khóa Nazareth. Thuyết trình viên kể rằng, trước đây bà thường dành 1 hoặc 2 tháng xa nhà để trông nom cho các con bà sau khi sinh nở. Nhưng gần đây bà chỉ dành 1 hoặc 2 tuần cho các con trong những trường hợp như vậy. Các con bà có hỏi tại sao thì bà trả lời: má nghĩ đã đến lúc má cần dành nhiều thời gian cho ba các con. Ba các con lúc này thật sự cần má. Miếng cơm manh áo của ba, giấc ngủ và sức khỏe của ba luôn luôn là điều má cần phải quan tâm. Ba má nay cao tuổi, thời gian còn ở với nhau được bao lâu, nên má thấy cần ba, ba cũng cần má. Đúng vậy, câu trả lời của bà rất ý nghĩa và đánh động tôi rất nhiều. Nghĩ đến điều này, tôi càng thấy thương cho các cặp mà không hiểu tại sao họ lại coi nhau như rác, như kẻ thù và như những tạo vật đáng ghét. Cãi vã, chửi rủa, làm cho nhau đau lòng và những chuyện thường ngày xảy ra mà họ không hề để ý, quan tâm tới. Nhưng sẽ có một ngày mà nếu không nghĩ lại, họ sẽ hối hận rất nhiều. Cũng một câu chuyện trong nhiều câu chuyện mà tôi có nghe về đời sống hôn nhân, về những khó chịu, hiểu lầm và xích mích giữa vợ chồng. Nhưng trong những cái làm cho nhau khó chịu ấy, lần này tôi được nghe về một nhận xét tích cực và xây dựng. Chuyện do một người trẻ kể lại. Tôi thường ngày hay rất khó chịu và cằn nhằn với chồng tôi vì anh ta có cái tật ngủ ngáy to. Bình thường thì cũng không đến nỗi nào, nhưng những đêm mất ngủ thì tiếng ngáy của anh ta là một sự tra tấn tôi dã man nhất đối với người mà mất ngủ như tôi. Những đêm như vậy tôi rất khó chịu và ghét anh ta vô cùng. Nhưng gần đây thì tôi không còn thù ghét tiếng ngáy đó nữa, mà ngược lại, bất cứ lúc nào thức giấc ban đêm, không nghe được tiếng ngáy đó làm tim tôi đập thình thịch, ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết chuyện gì xảy ra cho anh. Thời gian gần đây tôi thường bị lo lắng, hốt hoảng, sợ hãi. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện quan trọng, tầm thường, chuyện trong nhà, ngoài ngõ, hễ cái gì đập vào mắt tôi, lọt vào tai tôi đều làm cho tôi suy nghĩ và lo lắng. Tôi trở thành mất ăn, mất ngủ và hết nghị lực để sống. Nhưng người mà phải gánh chịu mọi dằn vặt kêu ca cằn nhằn đó từ tôi do tạo ra chính là chồng tôi. Tôi đã được khuyến khích đi gặp bác sĩ chuyên môn, uống những thứ thuốc đắt tiền, nhưng cũng chẳng giúp gì ngoại trừ tôi phải rút đổ trên đầu chồng tôi hết mọi thứ lo lắng, bực bội trong tôi. Hòa may tôi mới được nhẹ nhõm một chút. Thì ra chồng tôi chính là cái thùng rác
để tôi rút bỏ mọi thứ ngổn ngang trong cuộc sống vào đó. Cho đến một ngày tôi bừng nhận ra tôi đã gây đau khổ cho chồng mình quá nhiều. Tôi hối hận và tôi cảm thấy hết sức lo lắng. Tôi lo lắng cho sức khỏe của anh cũng như tôi lo lắng cho chính mình. Tôi sợ rằng điều mà tôi gây ra cho anh sẽ làm anh sớm bỏ tôi hơn là căn bệnh quái ác của tôi, khiến cho tôi phải bỏ lại anh. Tôi vẫn thường nghe nói những người chăm sóc cho người bệnh thường lại chết trước người bệnh, và điều này khiến tôi chợt tỉnh. Nó giúp tôi từ từ bình phục, cùng với sự giúp đỡ thương yêu và lo lắng của người chồng rất mực yêu thương tôi. Cũng từ đó, mỗi đêm tôi đều ôm sát lấy anh, dù là trong giấc ngủ, vì sợ rằng sẽ vụt mất. Nhất là mỗi đêm tôi phải để ý, nghe ngóng từng hơi thở, tiếng ngáy của anh. Tiếng ngáy của anh lúc này đối với tôi như một ý nghĩa rất tuyệt vời. Nó bảo tôi rằng anh hãy còn khỏe mạnh, đang ngủ say bên tôi và vẫn còn đang sống với tôi. Tiếng ngáy làm tôi yên tâm, làm tôi thấy hạnh phúc. Có những mối tình già mà người này không thể quên săn sóc cho người kia. Có những mối tình trẻ mà tiếng ngáy đã có lần làm khó chịu, nhưng bỗng trở nên âm thanh mang lại hạnh phúc cho nhau. Cái đó gọi là tình yêu, quan tâm và lo lắng cho nhau. Là vợ chồng, là một xương một thịt, còn gì trên đời đáng yêu, đáng quý và đáng gìn giữ hơn người chồng, người vợ. Nhưng cũng không biết trên đời có bao nhiêu người đã khám phá, tiếp tục khám phá và trân quý món quà thiêng liêng, nhưng cũng rất vật chất này. Hay phải chăng phải đợi đến khi không còn thấy mặt nhau, nghe tiếng nhau, nghe tiếng ngáy của nhau mới hốt hoảng, khổ đau đi tìm. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi, ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời, đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi, tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại, đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay, trôi dạt về đâu, chốn nào tựa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói, cát bụi làm sao mà biết lụy người. Tiếng hát của ai đó trong nhạc phẩm Nếu Có Yêu Tôi của Trần Duy Đức vang vọng trong đêm khuya như âm vang tiếng ngáy của người chồng trẻ. Tiếng ngáy mà theo vợ anh là tiếng ngáy làm tôi yên tâm, làm tôi thấy hạnh phúc. Cũng như thức tỉnh cái nhìn của những cặp vợ chồng sau những năm dài chung sống. Ba má này đã cao tuổi, thời gian còn ở với nhau được bao lâu, nên má thấy cần ba và ba cũng cần má. Đúng vậy, hạnh phúc luôn ở bên ta, quanh quẩn bên ta trong người chồng, người vợ mà hằng ngày gặp gỡ. Chỉ cần ta thay đổi thái độ, thay đổi cái nhìn và thay đổi lại phán đoán về người đó. Và để kết thúc Sóng Đạo Truyền Thanh 25, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe bài viết Ơn Trời Vô Biên của Mục sư Nguyễn Văn Huệ qua giọng đọc Mục sư Lữ Thành Kiến. Tôi tin có một Đức Chúa Trời, một ông trời lành, một đấng yêu tôi và chấp nhận con người của tôi. Tôi cảm tạ ơn trời
vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Trời cho tôi sống, tôi suy nghĩ, tôi làm việc, tôi học hành, tôi lựa chọn, tôi phục vụ. Tôi hãnh diện làm người Việt Nam. Tôi nói tiếng Việt, ăn thích ăn Việt, lớn lên giữa văn hóa Việt, giữa tình đồng hương Việt. Tôi có quốc tịch Việt Nam, tôi đang có quốc tịch Hoa Kỳ, tôi cũng đang có quốc tịch Thiên Quốc. Trời cho người Việt nhiều ơn lắm. Nhiều người Việt hôm nay sống tha hương, luôn mong tìm cơ hội về thăm quê hương. Biết ơn trên là tính của con người, tiếc thay vẫn có ít người Việt biết ơn trời. Tại vì tỷ lệ số người Việt biết thờ trời không nhiều, trong khi có 90% người Mỹ thờ trời thì cũng có 90% người Việt không thờ trời. Tôi sống ở Mỹ được hơn 20 năm và tôi biết rõ người Việt đang được vui hưởng tất cả những ơn lành trời ban cho nước Mỹ. Người Việt được tôn trọng ở xứ người. Văn hóa ẩm thực của người Việt đang được thế giới yêu thích. Người Việt có đóng góp một phần con người, chất xám, kinh tế cho nước Mỹ. Ở Mỹ cũng có người Việt dùng Việt ngữ để viết, làm thơ, làm báo, làm văn. Người Việt có trí thông minh không thua gì các dân tộc khác. Người Việt cũng có nhiều người trở thành người giàu có, được chọn vào các ngành công quyền để phục vụ. Có nhiều người Việt đi dạy học, làm chủ công ty, tham gia chính quyền, quân đội, chẳng khác nào người dân Mỹ với các địa vị và quyền lợi cao. Rất may, người Việt không có truyền thống tôn giáo cả nước như Campuchia, như Lào, như Miến Điện, như Thái Lan, như Indonesia. Người Việt cũng không bị áp đặt truyền thống tôn giáo như người Hồi giáo. Người Việt được tự do lựa chọn niềm tin của mình. Nhưng người Việt thường chỉ lo đời này, ít lo đời sau. Chỉ thấy gần, ít thấy xa. Chỉ chăm sự thấy được, ít chăm sự không thấy được. Người Việt chưa biết mình đang cần nhất là sự tự do tâm linh để yên tâm số phận của linh hồn. Người Việt đang ra sức thoát khổ bằng nỗ lực riêng, theo giải pháp của người và chưa biết giải pháp của trời. Người Việt chưa biết nan đề chính của con người với trời là hàng rào tội lỗi. Vì mọi người đều phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người Việt đang góp phần rất ít cho việc truyền giáo cứu người ở quê hương. Người Việt chưa có ai chuyên chăm lo cho linh hồn các dân tộc khác. Các sinh viên Việt du học đến Mỹ để học làm giàu dưới đất càng ngày càng nhiều, nhưng ít có người theo học thần học với mục đích làm giàu trên thiên đàng. Sự thật vẫn luôn là sự thật. Chúng ta phải đi tìm cho ra chân lý. Khi biết chân lý, ta sẽ giữ vững lập trường. Đây là vấn đề rất lớn và là đề tài quan trọng nhất mà mỗi người Việt cần quan tâm, suy nghĩ và chọn lựa. Hãy quyết định quan điểm đức tin và thái độ sống của mình. Đây là chỗ khác nhau của thế giới quan hay nhân sinh quan của bạn. Quan niệm sống của bạn sẽ quyết định cách sống của bạn. Bạn đang sống trong hy vọng hay bạn đang sống trong tuyệt vọng? Không ai thành công nếu cứ sống thờ ơ và để cho người khác chọn lựa hướng đi cho mình. Đây không còn là vấn đề tôn giáo, tổ chức, đoàn thể, xã hội, dân tộc, nhưng là vấn đề chính tà, khôn dại, sống chết, thưởng phạt, còn mất. Đây sẽ là kết quả tốt hay hậu quả xấu trong cả hiện tại và trong cả tương lai. Bạn biết không, tương lai của bạn sẽ chịu ảnh hưởng bởi việc làm hiện tại của bạn. Tích cực hay tiêu cực, bạn đang gieo và bạn sẽ gặt. Tin hay không tin, đi xuống hay đi lên, thỏa lòng hay bất mãn, tạ ơn hay vô ơn, bạn đang ở phía thờ trời hay đang ở phía không thờ trời. Cho đến nay, với tư cách một con người, dù tin hay không tin, bạn và tôi vẫn đang vui hưởng các ơn lành từ trên.
lòng trời bao dung tha thứ. Đã có rất nhiều người hy sinh, tranh đấu để bạn vui hưởng những quyền lợi này. Quyền tự do sống, tự do mưu cầu hạnh phúc. Phao-lô đặt câu hỏi: có ơn nào mà anh em không nhận lãnh? Gia-cơ thì nói: hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Tôi biết tất cả các quà tặng của sự sống hiện hữu đều là do trời ban. Ơn trời vô biên, dư dật. Cả loài người đang sống nhờ ơn trời, nhiều không kể xiết. Loài người chỉ là một phần của quả đất, và quả đất chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ mênh mông. Làm sao mà một người dám sống kiêu ngạo, phủ nhận ơn trời cho được? Tôi nhớ câu chuyện một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng ở Mỹ đang đi máy bay. Có lần máy bay rơi vào chỗ không khí lỏng, chồng chành trên không. Phi công trưởng loan báo mọi người hãy dùng seat belt gài nịt. Khi nữ tiếp viên đến chỗ nhà quyền Anh ngồi, thấy anh không có seat belt thì nhắc hãy cài seat belt. Chàng võ sĩ nói: Superman không cần seat belt. Cô tiếp viên cũng nói: Superman cũng không cần phải đi máy bay. Bạn có dám nói tôi không cần ơn trời không? Mỗi người Việt chúng ta đều đang sống nhờ trời trong từng hơi thở, ánh sáng, thức ăn, nước uống, tiền bạc, trường học, bệnh viện, gia đình, hội thánh, quê hương. Có bao giờ bạn ngửa mặt lên trời và nói cảm ơn trời không? Không có trời, chúng ta và thế giới sẽ không sống, không động, không có, không còn. Không tin thờ trời, bạn trở thành kẻ mồ côi, kiêu ngạo, liều lĩnh. Không thờ trời, bạn đang cố tình chọc cho trời giận, và Ngài sẽ phó mặc bạn theo tư dục của mình. Một nhà thần học người Anh đã nhận xét: tôi tin trời giống như tôi tin mặt trời. Không chỉ vì tôi thấy mặt trời mọc, nhưng vì nhờ mặt trời mà tôi thấy mọi sự. Không tin trời, bạn sẽ không thấy gì hết. Tất cả đều là cảnh mờ mịt, tối tăm. Nhưng dù tin thờ trời hay không tin thờ trời, có ngày rồi bạn cũng sẽ chầu trời. Chạy trời không khỏi nắng, bạn sẽ ứng hầu trước tòa án của trời, bạn sẽ bị trời phán xét. Tôi đã tin trời, nhờ trời, cầu trời, yêu trời, phục vụ việc trời và sẵn sàng để chầu trời. Tôi và gia đình chúng tôi thờ trời. Chúng tôi sống vui thỏa, bình an. Bạn cần suy nghĩ ngay đến việc thờ trời. Đừng bao giờ lầm tưởng những nhà truyền giáo đạo trời đang dụ dỗ bạn. Hãy quyết định trở lại thờ trời ngay hôm nay. Một mình bạn đối diện với Đức Chúa Trời. Đừng chần chờ đầu phục trước khi quá muộn. Tôi nghĩ đến gia đình tôi đang được phước nhờ được trời cứu. Tôi nghĩ đến hội thánh là môi trường sinh hoạt đức tin và phục vụ tha nhân. Tôi luôn tạ ơn trời. Không ai mà không có lý do để tạ ơn trời. Ơn trời thật vô biên. Đạo trời thật mầu nhiệm. Tin trời thì dễ, nhưng thờ trời thì khó. Dễ với những người có đức tin và sống bởi đức tin, nhưng khó đối với người đang muốn tự cứu, cậy nhờ công đức và việc làm riêng của mình. Bạn phải học tin cậy trời và vâng lời trời, hoàn toàn bởi đức tin. Người công bình sống bởi đức tin. Mục sư Warren Wisby đã đưa ra 20 bài học để giúp bạn lớn đến mức trưởng thành trong gia đình của trời. Hy vọng chúng ta có lúc sẽ đề cập đến những vấn đề lớn này một cách rõ ràng hơn. Người thờ trời có quá nhiều đặc ân. Đặc ân lớn là những lời hứa lớn. Tôi thích lời hứa sau đây: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Biết ơn trời, bạn có muốn trở thành một người thờ trời
và hầu việc Đức Chúa Trời ngay hôm nay không? Ý niệm đầu tiên của một người khi nghĩ về Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất đối với người đó. Hãy nghĩ trước nhất đến ơn trời bạn đang vui hưởng. Đừng than vãn, hãy reo mừng. Sự hiểu biết đầu tiên của một người là biết ơn trời. Ơn trời dẫn đến thờ trời. Điều răn đầu tiên trong 10 điều răn mà trời dạy cho nhân loại là: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Trời là đấng kỵ tà, đấng tự nhận là hay ghen tương. Trong điều răn thứ hai, ngay sau đó trời dạy: ngươi chớ lấy danh ta làm chơi. Vì thế, trước hết chúng ta hãy cẩn thận khi nói đến danh Đức Chúa Trời. Giống như tục ngữ Việt đã nói, chạy trời không khỏi nắng. Bạn không thể nào tránh né được Đức Chúa Trời. Ngài là đấng đã dựng nên bạn. Ngài ban cho bạn sự sống, sự sáng, sự khôn ngoan, sự tự do. Bạn không thể nói, tôi không trời không đất. Giống như bạn không thể nào nói, tôi không cha không mẹ. Người khôn là người tin và kính sợ Đức Chúa Trời. Tin ở đây không phải chỉ là tin có rồi thôi, không liên hệ nữa. Người ta vẫn phải sống nhờ trời. Người vẫn là người, trời vẫn là trời. Kinh Thánh dạy, ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời và run sợ. Người Việt vẫn hay nói cách thực tế, trời cho không ai thấy, trời lấy không ai hay. Tiếc thay, tôi chưa thấy một tổ chức thờ trời nào mang danh của người Việt. Ngày xưa trong thời các vua chúa, người Việt có tổ chức hàng năm tế lễ trời. Truyền thống này ngày nay không còn nữa. Làm sao khôi phục được truyền thống tế trời? Người Việt biết cần cầu trời, nhưng chưa biết đấng chân thần để kêu cầu. Người Việt cần học kinh nghiệm về sự cầu nguyện, cầu thay. Người Việt cần tìm hiểu và hiểu cho thật đúng về cách xây dựng mối thông công liên hệ với ông trời. Người Việt không nên hài lòng với việc thờ người. Người Việt cần kinh nghiệm thờ trời. Trời đã tự bày tỏ chính mình trong Kinh Thánh. Trời ở đó và trời không nín lặng. Đó là nhận xét của một nhà thần học nổi danh, người Đức. This is God who is there. This God is not silent. Trời đã tự bày tỏ chính mình ra để chúng ta biết về Ngài. Ngài đã làm cách nào? Ngài đã tự bày tỏ chính mình Ngài qua sự mặc khải tổng quát trong thiên nhiên và qua sự mặc khải đặc biệt trong lời của Ngài. Các nhà cải chánh thích nói rằng trời đã ban cho chúng ta hai quyển sách. Một sách là sự sáng tạo. Chúng ta biết trời bởi vì những gì Ngài đã làm. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Thi Thiên 19 câu 1 đến câu 2. Tuy nhiên, sự sáng tạo không phải là cách duy nhất Ngài tự bày tỏ chính mình. Trời còn ban cho chúng ta một quyển sách khác bằng lời của Ngài. Tác giả Thi Thiên 19 viết tiếp: luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Câu thứ 7. Trời đã tự bày tỏ chính mình ra trong quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh là sách lịch sử ghi chép lại rõ và đầy đủ về việc trời đã từng làm cho nhân loại. Tuy nhiên, ơn trời vô biên quá. Kinh Thánh không phải là lời duy nhất của trời. Chúng ta còn thấy lời của Đức Chúa Trời hóa thân thành người. Lời đó là Chúa Giê-xu Christ, con một của Đức Chúa Trời. Đây là thế giới quan duy chỉ có trong Cơ Đốc giáo. Trời đã trở thành người. Trời mang thân xác loài người. Sách Hebreo đoạn 1 câu 2. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật,
lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Giăng 12 câu 45. Còn ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta đến. Nhờ vậy, trong Chúa Giê-xu chúng ta biết trời. Biết Chúa Giê-xu chúng ta cũng biết được ý trời. Tin Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải tin và nghe theo lời Chúa. Lời Chúa nói rõ với chúng ta về Đức Chúa Trời và về thực trạng của mỗi người chúng ta. Là những tội nhân, chúng ta cần được cứu rỗi. Và để cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng báo, đổ huyết đền tội cho chúng ta. Bạn chỉ có thể thờ trời nhờ trung gian của con một Đức Chúa Trời. Bạn muốn thờ trời thì hãy lắng nghe Chúa Giê-xu là con một Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu gọi trời bằng cha. Ngài là người thật và trời thật. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện, lạy cha chúng con ở trên trời. Chính Đức Chúa Trời đã mấy lần làm chứng về Chúa Giê-xu: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Hãy nghe lời con ấy. Bạn còn đi tìm gì nữa khi bạn đã thấy con đường? Và đây lại là con đường duy nhất. Chúa Giê-xu tự xưng là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Người thờ trời phải ham thích kinh thánh, tức là sữa thiêng liêng của đạo, giống như trẻ con mới đẻ ham thích sữa mẹ. Kinh thánh là thức ăn lỏng lẫn thức ăn đặc, dành cho mọi người từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già. Kinh thánh dạy rất nhiều điều về ý trời để bạn biết và sống đức tin. Hãy bắt đầu học kinh thánh để làm theo kinh thánh. Hãy bắt đầu sống đức tin dưới thẩm quyền của kinh thánh. Dù là chuyện thuộc thể hay là chuyện thuộc linh, mối liên hệ sống động khẳng khít giữa bạn với trời qua lời sống của Ngài mỗi ngày là quan trọng nhất. Hãy yên tâm vì tình yêu của trời. Trời luôn yêu bạn. Bạn cần tin cậy và vâng lời trời. Hãy cố gắng sống đẹp lòng trời như đứa con cưng vâng lời cha mẹ. Hãy xây dựng các kỷ luật thuộc linh. Nếu bạn chưa mời Đức Chúa Trời vào đời sống mình và gia đình mình, hãy nói chuyện cùng Chúa ngay hôm nay. Nếu bạn đã mời Chúa vào nhà mình nhưng không để cho Ngài làm chủ, bạn cũng đang còn thiếu sót. Hãy nhường quyền lãnh đạo gia đình của bạn cho trời. Người ta sống không chỉ nhờ bánh nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Nói chuyện trực tiếp với trời là một đặc ân. Đời sống chóng qua và có thể bạn không còn cơ hội công khai nói thật lòng mình. Bạn hãy xưng ra đức tin của mình. Trời dạy, ta sẽ cứ lời ngươi nói mà phán xét ngươi. Sớm hay muộn, hết thảy chúng ta đều sẽ chầu trời. Sự phán xét của trời là chắc chắn. Bạn muốn sống vui thỏa, bình an, kết quả và biết chắc hướng đi của mình, hãy liên hệ và cùng học kinh thánh với chúng tôi. Hãy xem đây như là cơ hội trời ban, đừng để mất cơ hội trời ban. Hãy bắt chước những tín hữu thành Bê-rê. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn sàng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xét lời giảng có thật không. Sách Công Vụ đoạn 17 câu 10. Bạn có muốn tra xem kinh thánh cùng với chúng tôi không? Chúng tôi đang có chương trình học đạo, sống đạo và truyền đạo. Chúng tôi cũng đang có chương trình đọc kinh thánh mỗi ngày. Bạn có muốn tham gia không? Xin liên lạc với chúng tôi qua email đào tạo môn đồ@gmail.com.